Trong 5 năm trở lại đây thì có rất nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện, tạo ra hiện tượng với một bản hit hoặc một vài sản phẩm chất lượng, rồi sau đó lại biến mất vào sự nhộn nhịp của làn sóng mạng xã hội mà không có một lý do gì cụ thể cả. Để rồi đến lúc khán giả phải thốt lên rằng, ơ, giờ nghệ sĩ ấy đâu nhỉ? Thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Và họ, từ một nghệ sĩ có tiềm năng, dần trở thành một hiện tượng mạng vùi vùi nào đó. Nếu không phải vì scandal thì cũng là do thiếu kinh nghiệm trong khâu phát triển và phân phối sản phẩm. Vậy nên hôm nay, Nhã Nhạc ở đây để cùng các sếp lạm bàn về việc nghệ sĩ trẻ cần biết thêm những kiến thức gì để có thể toàn diện khâu sản xuất của bản thân. Và nếu có một bài hit được cộng đồng yêu thích rồi thì làm gì tiếp theo? Và quan trọng nhất là các nghệ sĩ có thể phân phối nhạc của mình ở đâu cho uy tín? Hãy cùng chúng tôi bàn luận ngay sau đây. Có thể nói là trong 10 năm trở lại đây thì thị trường nhạc Việt đã có rất nhiều thay đổi. Nào là dòng nhạc ballad nhẹ nhàng dần mất đi cái sức nóng của nó. Nào là tình cảnh các nghệ sĩ được bầu show lo cho tận răng ngày một hiếm hơn. Chính điều đó đã tạo ra một dòng chảy nghe và làm nhạc rất mới, dựa chủ yếu vào những đặc điểm nổi bật của thế hệ Gen Z, đó chính là phóng khoáng, tự do và là chính mình. Nhờ đó thì những dòng chảy âm nhạc được nêu bật tính độc lập như kiểu là indie hay là rap dần tìm được chỗ đứng, cũng như thay đổi những định kiến về làm nhạc trên thị trường. Khán giả có thể thấy rằng dòng chảy áp đảo thị trường chính là từ những sản phẩm được tạo ra bởi sự kết hợp của những nghệ sĩ trẻ độc lập. Ví dụ lớn nhất có thể kể đến đó chính là MC Ki cùng với cả Lốp Phạm đã tạo ra 99%, Cái Đầu Tiên Của Thắng và album của Obito. Không ít thì nhiều vẫn là những sản phẩm được độc lập sản xuất bởi những cá nhân trẻ, có khả năng tự tạo ra sản phẩm và mang dấu ấn của cá nhân mình. Nhưng mà quan trọng nhất là họ đã có một năm thành công nhờ dám sẵn sàng chơi một canh bạc của sự nghiệp, tạo ra một cú hích lớn để đưa tên tuổi mình đi lên và ghi tên. Điều này thì cũng giống với cả những siêu sao quốc tế hiện tại như kiểu là Lil Nas X này, I Spy hay là Jack, bởi vì bản thân họ cũng đi lên từ nền tảng âm nhạc độc lập. Đúng kiểu khác với cả chục năm trước, khi mà làm ca sĩ thì phải vào phòng thu, phải có đội ngũ các kiểu các thứ. Giờ đây, chỉ cần một chiếc máy tính đủ mạnh, một chiếc mic đủ hay và học đủ 300 khóa học masterclass thiếu nhi trên TuneCore là cái việc trở thành nghệ sĩ này, đưa nghệ thuật của mình ra thế giới. Bỗng nhiên nó lại dễ như kiểu là lên Hà Nội bôn ba rồi mang về con SH đi kiểu đâu ra. Nhưng dễ ở đây là trong khâu sản xuất, tạo ra sản phẩm. Chứ nhìn vào những cái vụ như kiểu là 2-3 con mực hay là nghệ sĩ kiện cáo công ty quản lý thì khán giả và các nghệ sĩ trẻ cũng có thể thấy rằng thị trường âm nhạc rắc rối hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Vậy thực tế một nghệ sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp cần biết những gì để giúp sự nghiệp phát triển toàn diện hơn? Yếu tố đầu tiên đó chính là chuẩn bị đồ nghề, học hỏi kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp từ các nghệ sĩ nổi tiếng. Rồi dần dần từ đó chúng ta sẽ tạo ra nghệ thuật của riêng mình. Và đó cũng chính là khởi đầu của những nghệ sĩ top đầu hiện tại như kiểu Doja Cat, I Spy hay là Lil Nas X. Một ví dụ điển hình đó chính là huyền thoại Slash cũng từng tập đàn trên một chiếc guitar chỉ có duy nhất 1 giây. Và rồi dần dần sau đó mới nâng cấp chất lượng nhạc cụ lên. Ở Việt Nam thì câu chuyện của Milodic đi nghĩa vụ trở về, dùng tiền đó để nâng cấp thiết bị thu âm cũng là một ví dụ thú vị. Lời khuyên này không phải là do Nhã Nhạc tự bịa ra mà là của Jimmy Iovine, CEO nổi tiếng của hãng Interscope và Beat. Khi mà ông cho rằng học thầy không tày học bạn là một trong những bài học giúp ông thành công với âm nhạc. Tư duy kiểu này thì hỗ trợ không chỉ Iovine mà còn rất nhiều nghệ sĩ sẽ sớm tìm ra được guồng làm việc phù hợp và công thức sáng tạo cho riêng mình. Bởi vì để làm được nhạc hay thì không chỉ nằm ở cảm xúc hay là vốn sống mà nghệ sĩ có, đôi khi nó cũng bắt đầu bằng việc vào phòng thu, làm nhạc xong xuôi và biến nó thành phòng sông hơi các kiểu các thứ. Trong giới âm nhạc, câu chuyện về mỗi lần Kanye West làm album đều có những guồng làm việc kỷ luật bất thường. Từ việc mặc vest tại mọi buổi họp này, rồi là một ngày làm nhạc trong phòng thu đủ 10 tiếng, đó chính là một kiểu ví dụ thú vị cho cái kiểu làm việc quy củ này. Yếu tố thứ hai thì đó chính là các nghệ sĩ nên chủ động tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến pháp lý, cụ thể là hợp đồng, phần chia phần trăm, để anh em sau này không phải cởi trần lên mạng tố nhau giả chết bắt quạ các kiểu các kiểu. Khi mà một tác phẩm nó có sự hợp tác của nhiều người thì các bạn nên lưu ý một điểm là các bạn nên phân định rõ xem là các bạn đóng góp bao nhiêu phần trăm trong một cái bài hát đấy. Đúng rồi. Thì khi doanh thu trả về thì Blip sẽ tự chia cho các bạn mỗi ngày được bao nhiêu tiền. Vấn đề pháp lý thì cực kỳ lằng nhằng nên là cứ có một cái hợp đồng gì sang tay thì các sếp mang ngay ra văn phòng luật sư nhờ chuyên viên tư vấn và giải mã hợp đồng cho nó chắc cốp. Thực ra thì nó cũng giống như kiểu xem bản đồ sao hoặc là thần số học ấy. Mỗi tội là liên quan đến luật pháp rồi. Điều này nghe khá mất thời gian nhưng lại giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sở hữu trí tuệ của các sếp, cũng như là tránh được trường hợp các sếp phải ký nhầm hợp đồng nê lộ hoặc là cảm thấy bản thân mình đang bị đối xử như là một nê lộ. Khi mà mình làm việc nhóm và mình làm việc chung với nhau á, mình nên thỏa thuận trước. Cái thỏa thuận đấy có cần phải giấy tờ hay có ký tá gì không anh? Càng giấy tờ càng tốt. Anh em làm việc với nhau hay gì thì cũng thế thôi. Mọi thỏa thuận đều nên có giấy tờ đàng hoàng hoặc ít nhất là một bên tư vấn âm nhạc đủ uy tín.
Các sếp có thể dễ dàng tìm thấy những video chia sẻ của những người đi trước về vấn đề bản quyền này, về bài học trong phát hành nhạc này, của rất nhiều bên từ là TuneCore, Belief hay là các nghệ sĩ đi trước. Bớp một chút thời gian lướt TikTok hoặc nhịn ăn một vài bát phở nhiều hành để dùng thời gian và tiền bạc học thêm về những kiến thức như thế này, được các chuyên gia âm nhạc khẳng định là khoản đầu tư hợp lý nhá. Yếu tố thứ ba, đó là sau khi xây dựng được một màu sắc âm nhạc, tạo ra được những sản phẩm xứng đáng được đưa ra thị trường, thì các nghệ sĩ nên tìm một bên phân phối đủ uy tín để giao đứa con tinh thần của mình ra với thế giới. Phân phối là cái việc là cầm cái bản ghi đó đưa đi khai thác kinh doanh ở tất cả các nền tảng. Vâng. Dưới dạng audio, video và bất kể cái hình thức khác từ bản ghi đó. Phân phối nhạc là một trong những khâu khó nhằn và khó hiểu nhất trong quy trình làm nhạc của một nghệ sĩ. Bởi vì với mỗi nghệ sĩ khác nhau thì quy trình này lại khác nhau. Chẳng hạn như các công ty Hàn Quốc thì thường sẽ chọn ra một vài single rồi phân phối ra thị trường, sau đó dùng toàn lực truyền thông búp hết sức cho các single ấy để nhằm tối ưu lợi nhuận. Trong khi đó thì các nghệ sĩ US UK thì lại sử dụng một công thức cũ hơn, đó chính là ra album, rồi bài nào nổi nhất thì sẽ búp toàn diện cho bài nhạc đó, đẩy nó lên top 1 của các bảng xếp hạng và xây dựng con số khổng lồ cho từng đợt nghệ sĩ comeback. Duy chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là chị Dua Lipa, khi mà đội ngũ của chị này thường chọn thời điểm 4 tháng sau khi ra mắt sản phẩm để chạy truyền thông. Từng đó là để thấy việc tham khảo số liệu và phân phối âm nhạc sao cho hiệu quả rất khó để mà định lượng được. Bên cạnh đó thì các sếp hoàn toàn có thể học thêm về các chiến lược sáng tác và ra mắt sản phẩm âm nhạc thông qua khóa Masterclass của Armin Van Buuren, hoặc là xem về những phân tích thị trường trong phim tài liệu The Defiant Ones trên Netflix. Từ đó các sếp sẽ có những bước đầu tiên gỡ rối trong tư duy phân phối sản phẩm của chính bản thân mình. Còn nếu các sếp vẫn chưa hiểu mình đang làm gì hoặc quá khó để hiểu những tác động của thị trường, thì Nhã Nhạc rất muốn đề cử các sếp thử phân phối âm nhạc qua TuneCore, một nền tảng hỗ trợ rất nhiều cho nghệ sĩ trẻ, từ phân tích số liệu này, đăng tải âm nhạc lên Spotify hay là Apple Music, cho đến đọc các số liệu phân tích cùng nhiều bài giảng thú vị về thị trường âm nhạc. Ngoài ra thì tính năng split hay là phân chia tiền lợi nhuận cũng chính là một điểm thú vị, bởi vì nó sẽ giúp các sếp mang tiền về và chia với cả bầy. Như thế thì các sếp chẳng cần phải học cách viết mail cho chuyên nghiệp đâu, tiện đến thế làm gì nữa. Vậy nên là Nhã Nhạc đã kết hợp với cả TuneCore để tặng cho các sếp một mã code tên là Nhã Nhạc. Cái code này thì sẽ giúp cho các sếp giảm trực tiếp 35% của các gói Unlimited trong năm đầu tiên phân phối nhạc. Ví dụ cái gói đấy đang 19,99 đô đi, thì áp mã vào nó chỉ có 15 đô thôi. Hời đến thế rồi thì các sếp phải thử dùng ngay đi, sau này nổi tiếng thì đừng quên bọn tôi nhá. Ngoài những yếu tố kể trên thì nhìn lại năm 2023, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy là những nghệ sĩ có cá tính nổi trội cùng với những sản phẩm có nội dung sẽ luôn được ưa chuộng và chiếm cảm tình của khán giả ngay sau khi ra mắt. Có thể kể đến ngay đó chính là MC Key, Tờ Linh, Ren Evans, Mono, Hiếu Thứ Hai và gương mặt đặc biệt nhất của năm đó chính là Obito với cả một màn trở lại hoành tráng cùng với Đánh Đổi. Trong trường hợp của Obito thì anh chàng này đã đảm bảo được 4 yếu tố chính xây dựng nên cá tính cá nhân trong lần trở lại này. Lần lượt đó chính là nội dung, âm nhạc, chủ đề và hình ảnh. Những yếu tố này về cơ bản cũng là những yếu tố quan trọng nhất mà một nghệ sĩ phải tính tới khi mà chọn thời điểm để ra mắt sản phẩm của bản thân. Ví dụ như kiểu bạn làm nhạc Giáng sinh và ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán thì khá là dở ấy. Kiểu Mariah Carey cũng chỉ dã băng một lần trong năm thôi mà. Vậy nên vì thế nếu có thể thì các sếp hãy chủ động dành thời gian, hoạch định kế hoạch phát triển bản thân cho rõ ràng, sáng tạo âm nhạc rồi đưa nó ra thị trường đúng thời điểm, không nên vội vàng mà cũng không nên quá thiếu tính toán. Bởi vì cái việc bỏ công sức ra xây dựng một nội dung kỹ càng rồi sau đó đăng tải một cách thiếu tính toán, thiếu thông tin thì rõ ràng kết quả mang về sẽ không thể cao được. Chẳng hạn như vào năm 2007, sau khi thấy ngày ra mắt của mình và Kanye West khá gần nhau, 50 Cent thay vì tìm cách né tránh thì đã chủ động liên hệ Kanye, xét kèo đấu bằng doanh số bán nhạc, mùa báo chí giật tít như một trận đấu quyền anh của thế kỷ. Khi đó, 50 tự nhận mình là đã hết thời. You all have had a healthy competition for years. You had in the school just having tea. Yeah. Nhưng mà nhờ kèo đấu được xây dựng công phu như thế này, anh ta đã chiếm trệ là nghệ sĩ hip hop có doanh số lớn thứ hai trong năm đó, đứng sau mỗi Kanye West thôi. Và cuộc thư hùng bằng mồm ấy cũng đã thay đổi toàn diện tư duy làm marketing trong hip hop. Mỗi nghệ sĩ hip hop khi mà ra mắt sản phẩm đều chủ động tìm cho mình một signature thú vị nào đó, khiến cho thị trường không bị nhầm lẫn giữa họ và các cá nhân khác. Đó chính là một trong nhiều những case study thú vị mà các nghệ sĩ trẻ có thể học hỏi để tạo điểm nhấn cho âm nhạc của mình. Nhìn rộng hơn thì chúng ta có thể thấy case study của Xuân Đan trong năm vừa rồi cũng rất hay, khi mà nhà SS đã khéo léo PR rầm rộ cho Binzy từ lúc bài Big City Boy được sử dụng làm nhạc trong phim của Hollywood, rồi sau đó là hàng loạt các màn tìm ví cho Binzy này, rồi Xuân Đan đóng hài cùng 1977 Vlog này. Khi đã yêu, anh sẵn sàng ngu ngốc trở thành đồ chơi trong bàn tay em, để không một quả dưa chuột nào phải xuất hiện trong Toy Story 5. Và rồi chốt hạ bằng một chiếc MV đậm mùi hoài cổ lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng.
tất cả đã tạo nên một chiến dịch comeback đầy thành công và được yêu quý bởi khán giả. Điều mà cách đây 2 năm không ai dám nghĩ tới, bởi vì khi đó anh Bin còn bị ghét bởi đại chúng sau những gì đã diễn ra tại Rap Việt mùa 2. Nêu ra từng đó để thấy rằng việc tạo ra một sản phẩm âm nhạc có thể dễ dàng, nhưng mà để tối ưu hóa được số liệu cho sản phẩm ấy lại là một kỹ năng cần rất nhiều sự mày mò nghiên cứu. Vậy nên, đừng ngại tìm sự giúp đỡ trong nghề, bởi vì nếu các sếp là một nghệ sĩ trẻ, các sếp hoàn toàn có thể inbox cho anh em chúng tôi hoặc là gửi mail, bọn tôi sẽ rep ngay, hỗ trợ được gì là làm liền. Bởi vì cái việc mà có một thị trường sôi động cùng nhiều bài nhạc thú vị là điều mà đội ngũ nhã nhạc cực kỳ mong chờ. Tổng kết lại thì thị trường âm nhạc hiện tại đúng là một mảnh đất hứa cho các nghệ sĩ trẻ cùng với tư duy âm nhạc đậm tính cá nhân. Những trường hợp nổi tiếng thành công như kiểu là Lil Nas X, Doja Cat, Ron Bu hay thậm chí là MC Kỳ cũng có những xuất phát điểm đều như các bạn thôi. Ở thời điểm hiện tại thì để xây dựng và tìm mua dụng cụ thu âm rất dễ, các khóa học làm nhạc online cũng dễ tiếp cận hơn. Vậy nên vì thế các sếp theo đuổi đam mê âm nhạc cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà để sáng tạo nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp từ âm nhạc lại là một câu chuyện rất nan giải. Hy vọng với video này thì các sếp đã tìm được những thông tin cần thiết. Còn về phía khán giả thì thú thật, đội ngũ chúng mình rất vui khi mà thấy năm vừa rồi, ngoài những package album rất đẹp, sang xịn mịn, thì fan service của hàng loạt các nghệ sĩ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nói thật là đến giờ này tôi vẫn chưa thoát khỏi được cú trip tại show ra mắt album của MCK tại 1009. Còn anh Nhã và anh Quân thì đôi khi vẫn lạc vào rừng mơ sống nơi tiên cảnh cùng với ái của Tờ Linh. Nói chung là rất mơ đấy. Ok, và trên đây là toàn bộ nội dung có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các sếp đã xem tới cuối video. Mọi thông tin quan trọng chúng tôi sẽ để hết dưới phần mô tả. Các sếp nhớ kéo xuống xem luôn đi nhá. Một lần nữa thì tôi là Nanh Xá. Chúc các bạn một ngày xanh lá.